Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì có một anh á đặt mua cái bình xăng con ha, bên shop thì thì nhờ là canh lo cho ảnh cái bình xăng con này đó, canh làm sao mà cho nó ok, tại vì ảnh khách hàng ở xa đó. Thì cái bình xăng con này nè thì giá cực kỳ là mềm luôn, như tất cả cô chú anh chị đã thấy nè. Thì cái bình xăng con này nè nó làm giống như gan như là hàng zin luôn ha, đó, hàng lô nhưng mà làm giống như gan như hàng zin luôn đó. Tuy nhiên thì cái bình xăng con này á thì nó là hàng lô, nó chạy nó chuẩn, thì lúc mới là chạy ok, nhưng mà do khách hàng nó xa đặt hàng cho nên á là shop nhà mình canh lại, thì mình sẽ canh lại cho nó chạy ok luôn ha. Thì sau đây mình sẽ gã lại, mình dẫn các bạn cách để mình canh ha. Bình này mới nha, chưa sử dụng nha các bạn. Đó, bình này là bình mới. Đó, nói chung là cái mực phao như vậy á, cái mực phao của bình xăng con này á là canh như vậy á, là nó hơi ăn gian tí xăng thôi, nó hơi ăn gian tí xăng nha. Đó, nó không có chuẩn, đúng ra là nó phải như vậy. Nó phải gì nha, nó ăn gian tí xăng thôi. Nhưng tuy nhiên á là nó cao quá nè. Nó cao nhiều quá nè. Đó thì không ok, cho nên mình canh là cái mực phao là cho khách hàng cũng ha. Đó. Đó, và đối với cái bình đó các bạn, nói cái bình xăng lô, thì đa số thì nó sẽ xài số ở đây nè. Nó xài số ở đây là 75 ha. Đó, nó xài số ở đây là 75. Thì nó chạy lúc nào là nhà sản xuất, mình đã từng nói rồi, nhà sản xuất lúc nào người ta cũng gắn cho mình á là lúc nào cũng dư xăng hết trơn, không thể nào mà cho mình đủ xăng được. Nó như vậy thì đủ xăng hoặc là thiếu xăng thì mình về nhà có nhiều thợ thì người ta còn canh được. Còn nếu mà tất cả các chú anh chị mua về bình xăng mà gắn như vậy thì không thể nào chạy được ha. Cho nên nó là mình sẽ canh nó lại là 72. 72 là nó ok rồi, nhưng mà nhà sản xuất ta không canh gì đâu. Đa số nó cho mình 75 thôi. Nè, như tất cả các chú anh chị thấy cái bình xăng lô không? Nó bình xăng lô thì đây nè, 1 2 3 4 5, 5 lỗ nữa thấy không? 5 lỗ nó phản điệu cho nên thấy không? Nó không phải giống như bình xăng Thái, thì nó sẽ có 2 dãy 5 thôi, 1 dãy 2. Đó, tuy nhiên là mình lấy cái lắc lưa kia gắn qua chưa chắc nó chạy được nha. Đó, mình chỉ canh được cái thông số đây nè. Đây, ở đây là số 75 nè, thấy không? Cái lắc lưa thì có nhiều cái thông số, có nhiều thông số thì nó ghi đây nè. Và có nhiều thông số nó ghi bên hông này nè ha. Đó, mình sẽ lấy số 72 gắn vô cho khách hàng ha. Đó, đây là cái lắc lưa số 72. Thì ở đây mình đã ghi có số 72 nè, các bạn thấy không? Tùy theo cái, có cái nó ghi trên đầu này nè, và có cái nó sẽ ghi bên hông. Thì các bạn, này là mình sẽ canh lại số 40, mình canh lại số 72 chứ. Số 72 này các bạn. Rồi thì các cái lô này á thì đa số là cái lô của nó xài 35 bằng 38 các bạn. Thì lúc đầu á thì nó xài là ok ha, nó không có bị hợp vào buổi sáng các bạn, tuy nhiên xài một thời gian á thì nó sẽ bị hợp.
đó. Thì do cái mạch này nó làm việc ở mạch gan ti không mà, có nhiều các bạn nói là thai lớn nó ăn xăng, nếu mà ăn xăng thì lâu ngày thì nó càng chạy ok, chứ tại sao lâu ngày mà nó không có gan ti, tức là nó làm việc ở mạch gan ti không mà, cho nên lâu ngày thì nó sẽ bị nghẹt cái mạch này nè đó, nó bị nghẹt cái mạch này cho nên là nó dẫn đến hiện tượng là nó không có gan ti, và buổi sáng nó hập xong nó mới chạy đó. Còn cái mạch này thì nó làm việc liên tục cho nên bị mòn, cho nên mình mới thay nhỏ lại, còn này thì mình tăng lên. Bình xăng rin là nó mới làm trứng 100% các bạn, còn bình xăng lô ha, đa số là bình nào cũng vậy, không bao giờ trứng được các bạn. Đó phần cho phao nè các bạn, thì mình canh đừng có cho lên xuống cái phao nhiều quá, nó lên xuống cái phao nhiều quá nó cũng bị dẫn hiện tượng kẹt tu các bạn, kẹt con tu thì nó cũng dẫn hiện tượng của mình bị chảy xăng dư ha. Thì các bạn, đây là cái mình canh cái mực phao ha. Mình canh cái mực phao này là cho nó cao hơn một tí nè các bạn, hơi ăn gian tí xíu thôi chứ không có nhiều quá nha. Đó, như vậy đã ok. Rồi thì mình tiến hành mà lắp ráp bung hoàng lại vô các bạn. Tuy nhiên thì cái bình xăng này á thì nó vận chuyển đường xa ha. Thì nó dục tới dục lui đó. Nó dục tới dục lui thì khi tất cả cô chú anh chị về mà ráp vô á mà nó có chảy xăng dư đó ha. Thì không phải là do nó bị cắn cái con tu nha. Đó. Thì mình dùng cái cán á, khi mà mình gáp cho nè, mình dùng cái cán chích nè, gõ nhẹ nhẹ, nhẹ cái đít bình xăng này nè, cho nó đều con tu lại thì nó không có chảy xăng dư nha. Để khi mới gáp vô bị chảy xăng dư thì tất cả cô chú anh chị không biết là tình trạng gì xảy ra. Đó thì mình dùng cái đầu chích mình gõ nhẹ 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 đến xăng này nè, con tu nó đều thì nó không chảy ha. Tại vì khi mà vận chuyển thì nó sẽ dục tới dục lui. Rồi ok, như vậy là đã chưa ok nữa nghe. Còn mình xử lý là bộ phận của cái kim đó luôn. Đó, thì như tất cả con chú anh chị đã biết, thấy cái kim không? Ý là cái kim mới nè. Cái kim này là kim mới luôn nè, mà thấy nó có đầu rơ không? Đó, nó có đầu rơ lên xuống như vậy nè. Thì răng ti mình không, nó không có ok ha, nó không có đạt được nào, tất cả cái gì thấy không, thấy bình xăng mới không mà nó cũng bị nè, thấy không, ngay cái bình xăng kim luôn nè, cái kim thì nó sẽ làm những rơ của lên xuống như vậy nè, thì mình xử lý khắc phục lại cho nó giảm độ rơ chứ không phải không cho nó không giảm nha. Đó thì lúc nào á thì khi mà ta cái bình xăng mới mà người ta gắn cho mình một cái nắp này thấy không, 5 nắp thì người ta gắn cho mình nắp giữa đó ok, thì mình sẽ lấy luôn phần này, đừng cho nó rơ quá thì xe nó lên ga xuống nó không có bị, mà nó bị tình trạng mà lúc ga lớn ga nhỏ, nó bị lỏng này nhiều quá thì lúc nó ga lớn ga nhỏ nè. Và răng ti nó không có được nhuyễn ha, tại vì cái lượng xăng nó không có ổn định, mình lên ga mình hạ xuống cái nó lên xuống cái nó không ổn định được. Còn khi mà mình xử lý bộ phận này nè thì cây kim của mình nó sẽ ổn định, cho nên mình ga lên ga xuống ga xuống nó sẽ răng ti nó ok ha. Đó. Ngay cái bình xăng mới, bình xăng rin luôn. Thì gáp thì cần lưu ý như cái kim này nè. Mới chứ có những cái này nhà sản xuất người ta làm không có đạt được ha. Đó thì như các bạn thấy không, lúc này nó có độ rơ nè. Đó, nó có độ rơ nghe chứ không phải là không có nha. Nhưng mà nó giảm lại, không còn gơ cái kiểu giống như gan mới nữa, ý là mới mà nó còn gơ như vậy đó. Rồi như vậy là đã ok nè, thấy không, nó không có lên xuống nhiều.
Rồi cái này nó vẫn còn lên xuống, nó coi cái gì mình canh hơi ít rồi, thấy không? Nó còn lên xuống nữa nè, nó lên xuống gì là không được, mình canh cho nó chút xíu nữa nè. Thấy không? Mới mà nó còn bị tình trạng như vậy, nói chi là tất cả của chú anh chị xài một thời gian là nó còn ghê cỡ nào nữa. Đó, khi mà mình gắn vô thì mình nhìn thấy nè, thấy nhìn thấy cái kim không, nhìn nữa nè, thấy nó sát gạ không, nó sát nhiều mới được nha, nó đội lên là nó xảy tiền tượng là ăn xăng liền đó. Nhiều của chú anh chị nó gắn như vậy nó đội lên cái kim nó ăn xăng, có mấy thằng ngu mới làm gì, không biết nhìn hay gì. Trước khi nói hay bình luận người ta phải suy nghĩ, còn này cái tay đa số là cái tay nhanh hơn cái não. Người ta làm người ta phải nhìn, tức là mình không có con mắt hay gì mà nhìn cái này nè, mình nhìn kim nè, thấy nhìn khe hở thì không, nhìn đây nè, thấy kim mà nó sát chưa, nó đổi, tức là mình canh hơi nhiều gon rồi mình tháo ra canh lại. Vô bình luận mình thứ giữ làm như là hay biết lắm. Chế ga mới nè, mình tha đây cho một tí nhớt nè, ít thôi không sao chân ha, nó để cho lên ga xuống nó chân chu đó. Còn như vậy thì về chỉ có khách hàng chỉ có gắn vô và nổ máy thôi. Nó đã ok. Nó thì đang là cho mình hai cọng dây nè, cọng dây này gắn thông hơi nè, thấy không? Dây này gắn thông hơi vô đây, tuy nhiên nó dài quá thì về tất cả cô chú anh chị cắt cho nó ngang đây được nè, cắt ngang đây nè, cắt ngang đây nè, tầm gì nè, đừng cho nó ngẹt cái đường thông hơi của người ta. Nó khi mình đưa vô đâu, mình đưa vô cái lỗ nào cũng được. Đó, mà thường thường cắt ngang đây đi cho nó ok, tầm cái này nè. Nó đừng cho mưa nó tạt vô, còn cái ống này là ống xả thân dư. Nó vậy đó. Rồi khi mà gắn vô thì mình sẽ xài gon hoặc phíp nha. Tất cả của chú anh chị nên xài miếng phíp ở đây nè. Tại vì thay miếng phíp ở đây nè thì nó không như cái miếng phíp với hai cái miếng ron gắn vô đây. Thì mình gắn như vậy nè. Thì đừng có cho nó quên cái bình xăng con mình, có nhiều tất cả của chú anh chị không xài phíp á mà gắn gon không á thì xài một thời gian nó sẽ bị dẫn ở đây. Nó dẫn ở đây thì dẫn đến hiện tượng là khi mà nó bị dính chai ga đó. Nguyên nhân nó bị dính chai ga là một phần ở đó là tất cả của chú anh chị không có xài phíp mà xài gon ha. Thì nên gắn phíp vô đây. Đó. Rồi khi gắn vào cái bình xăng con thì ở đây nè, ở đây là con ốc dẫn chai ga, thì tất cả của chú anh chị dặn con ốc này lớn lên một tí. Lớn một tí. Rồi mình sẽ xiết ốc gió này vô nè, mình xiết từ từ vô thì nghe tiếng máy nó không có im ha, nó không có ổn định. Rồi thì mình xả ra từ từ, mình xả con ốc gió này ra nè, mình xả ốc gió này ra từ từ và nghe tiếng máy chỗ nào là lớn nhất và ổn định nhất thì mình sẽ giữ ở vị trí đó. Rồi sau đó thì mình sẽ xả con ốc ga này, xả con ốc ga này lại nè, thì ra cho nó nhỏ lại ha, thì nó sẽ gan ti ok đó. Và mình lên ga xuống nó ngọt là ok đó. Và đặc biệt là khi mà gắn cái bình xăng con thì tất cả chú anh chị cần phải vệ sinh cái lọc gió là nghe, lọc gió và kiểm tra UV sạch sẽ, khe hở UV thì xe của mình mới gan ti ổn định ha. Đó, nó rất là nhiều nguyên nhân chứ không phải là cái gì cũng đổ thừa cái bình xăng con hết. Rồi mình là chào bạn Giang ha, video của mình đã kết thúc. Nếu bạn xem video mình thấy ok thì nhớ cho mình một like và kết thông nha. Cảm ơn các bạn.